Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật máy tính. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái phần thủ thuật Android. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số lệnh test của máy Samsung mà ít người biết đến nhé. Cái này khả năng xem khả năng hoạt động của máy của bạn có hoạt động tốt không. Chẳng hạn này, mình test này. Rồi các bạn bấm vào cái điện thoại cho mình để quay số. Rồi các bạn bấm vào phần nhập, sau đó các bạn bấm nhập lệnh sao thẳng cho mình. Đó thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này, những cái phần red, green, blue này thì đó là các bạn kiểm tra màn hình màu ấy. Đó, đây, màu chuẩn chưa. Bấm nhầm vào cái này rồi. Đây, ở cái phần cảm ứng thì nó sẽ là cái phần thoát này. Đó, phần loa thì nó sẽ là cái phần đây, speak. Đây là cái kiểm tra loa ngoài nha. Đây kiểm tra cái phần loa thoại. Đấy, đây là phần kiểm tra loa thoại nha. Rồi các bạn tự có thể test cam này, test các phím này, mic này. Rất nhiều vân vân. Các bạn muốn kiểm tra xem chức năng gì thì các bạn kiểm tra đây nhé. Kiểm tra cộng các bạn để tham khảo video của mình. Và bây giờ các bạn thắc mắc vấn đề gì các bạn có thể bình luận ở bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.